là mèo giáp á. Trời ơi trời, bắt nó thì chơi vô gì vừa rồi. Rồi mèo ăn. Nè, còn phải tay nè, phải tay lại đi. Phải rồi, ok. Nè, phải tay nè đi. Mèo giáp lấy quả tết. Tôi nói sao đâu mà tôi kiếm không. Đưa đây. Ăn 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 ăn. Ôi ơi. Tao đây. Quả tết của tôi. Quả tết của tôi. Trời ơi. Quả tết của tôi. Đỡ nè. Trời ơi, quá đáng thằng chứ. Thịt nào giờ nhà tôi nấu bộ ông nấu hả? Tôi cho ông ăn. Chứ tôi nấu miếng thịt đó chứ bộ. Tôi nấu miếng thịt đó. Nguyên cái nhà này á, thịt hà với đồ ăn trong nhà còn tôi tiếp không à. Đi ra khỏi nhà đi, không cho mày ở nhà. Đây đây đây. Cái xấu xí. Sao ơi? Sao nổi tôi? Trời ơi, hốt quá đáng thằng nổi mình ra khỏi nhà của mình luôn kìa. Ồ độc ác thiệt chứ. Ghét. Ờ ông nhớ cái mặt ông đi. Ông đi đi. Ờ đi 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 đi. Đó, không có chơi với ông nữa, tôi qua đi. Ở tôi qua đỡ với chị Bata luôn. Tôi có về đâu. Mèo nói gì mèo? Tôi đỡ với chị Bata luôn, tôi không có về đâu. Mèo ở chị Bata, mắc cười quá. Mắc cười tôi ỉa. Trời ơi, đi, tôi sẽ đi kiếm người khác không chơi. Cười quá. Đáng ghét thiệt chị Bata ơi. Chị Bata. Chị nhớ mèo. Hút đăng thiếp em nữa kìa, nó không đánh em sắp chết luôn. Trời ơi, sao vậy kỳ vậy? Đàn ông trai mà tối hạn thiếp phụ nữ. Đúng rồi đó, tối hạn ông đánh trong dành đồ ăn với em chị Bata. Tức quá à. Vô đây. Thật mình ghê luôn á. Ông đánh mình mà mình cho anh ổng mà thế nào cũng sẽ bị chửi. Giờ mình làm gì đi chị Banda? Cách nào trả thù ổng trong im đẹp đi. Trả thù ổng cách nào trong im đẹp đó, trong bình yên vô sự. Mèo lắm mà sao giờ ổng tối ngày ổng nghẹo mèo hoài vậy? Ông tới ngày ông dặn em. Ý đúng rồi chị Banda. Sao? Hôm trước á trong cái clip mà cái clip gì của em quên mất tiêu rồi. Để em cho em nhớ cái đã. Trong cái clip này nè, ổng hút á có một đoạn á, ổng nói là ổng sẽ đi kiếm cái cô bạn gái khác, ổng không chơi với em nữa. Vậy thì bây giờ trời ơi. Em với chị hồi nãy em cũng nói là ổng đi kiếm bạn gái khác nữa chị Banda. Vậy thì bây giờ mèo sẽ làm clip thử thách đi tìm người bạn trai khác mà không thèm nữa, không thèm chơi với thuốc nữa. Mình sẽ kiếm người bạn khác rồi chơi chung, được không chị Banda? Nghe cũng hợp lý á. Nghe hợp lý. Vậy đúng rồi, em có cách rồi chị Banda. Bây giờ chị Banda thay đồ đi, chị Banda giả thành con trai đi, giả thành con trai á, giả thành người khác á. À đúng rồi, chị giả trai đi chứ tìm chi cho thật để mình cho đúng không phải không? Đúng rồi, giờ chị Banda ơi khoan, đứng ra đây đứng không thấy á, vô đây là vô đây nè. Giờ chị Banda tìm cái bộ đồ nào mà của thằng trai nào mà xấu nhất cái chị Banda. Nhớ sao mà đi nhớ vậy hả? Đúng rồi, xấu nhất thế giới. Không mèo. Tôi mày ở lại. Tôi mày ở lại. Tôi mày. 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 T
vô chi. Ừ, hay lắm, giỏi, này giỏi lắm. Ừ. Rồi, tôi cay, tôi giữ nghe, tôi đi ra đi. À, tao mì nữa đây nè. À, giữ ăn muốn thiệt giỏi nè. Thằng này ăn nào nó thiệt đi. Là thơm mì thơm. Thô mì thơm nè. Bạn mới của tôi ăn mì thơm nè. Ông đi ra coi. Nhìn mày như đèn xanh đèn lỏ vậy chứ mày thô mì thơm. Đi đi đi. Tất cuộc đời không có đèn xanh lá nên mày chỉ đứng im thôi, thô mì thơm. Mày chỉ hay đứng yên thôi. Xanh gì người ta chả chạy được, nó bơm thơm mì. Gật đầu tới gật đầu cái này. Đừng có vô gì đó vô chứ. À, rồi rồi rồi, hay lắm. Đi thôi đi thôi, thơm mì. Lần nào ta. Hồi nó quýnh tôi chết rồi hả? Không phải, ừ, hồi nó đánh ông chết á. Tao mày nghe nó quýnh giỏi lắm hả? Tới cho mày, cho mày. Vô đập, đập ông phố đi cho mày. Đây, đây, đây. Ê, con cung à, à, này láo bắn né, né, né nè. Tao bắn cho, chết rồi đó. Nó bắn tao chết, hay quá. Đi, 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 ông chơi nữa, ông chết rồi, không có chơi nữa. Rồi, rồi, được lắm, mèo với con mày nhớ nha, ôm nhau nha. Đi đây. Sống cả đời nha. Đi đây, đi đây. Đừng có bay trở về căn nhà này nghe, căn nhà này có chứa. Không có nhà, nó có nhà của tôi. Có bạn trai khác. Đi đây, bữa lần trước bạn gái khác mà, giờ đi kiếm đi nè. Mày nghĩ tôi là ai à? Mày nghĩ tôi sợ mày quá à? Tôi mắc cười quá à? Bạn gái khác tôi có à? Ba bữa nó nói hẹn với mèo á. Mèo chút mèo với nó chia tay với nhau, cười quá. Đi câu cá cho mày, mình câu cá thôi. Chị Banh Đào không đi vô rồi kìa, chị Banh Đào không vô rồi kìa đó. Ông giận dữ chạy vô nhà kìa đó. Ông đang làm gì vậy ta? Ủa sao không vô nhà mà đứng ngay cái nhà ra làm cái gì? Ủa đứng ngay ra ra làm gì? Ủa rệt. Nhìn đứng đó khó rệt, đứng đó rệt. Vậy mình giả bộ thân thiết cái nhà này đó, câu được cá này đó. Cái bên, ui, ông làm gì vậy? Trời ơi, đang cười thấy gì chị Banh Đào, hình như đang cười kìa. Đúng rồi, Phút đang cười đúng không mọi người? Đó, mọi người thấy không? Đây rồi, chị mẹ cho mọi người coi gần hơn này đó. Đó, có thấy Phút đang cười không? Mình nhìn không biết ông đang cười hay đang làm gì nữa. Cha đang dụi mắt hay gì á. Ui, con mực lên chị Banh Đào. Ôi chết cha, con móc cần câu. Con móc cần câu vô đầu chị. Đi 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 xuống đây, đi xuống đây. Giờ mà mình cười giỡn, giờ mình chơi thân thiết cho ông Phút. Ông thích chơi, chị Banh Đào xuống đây, xuống đây. À, xuống đây, xuống đây. Ai, cho mày, sao móc cần câu vô đầu tôi? Ui da. Lên đây cho mày, lên đây nào, chơi mình móc cần câu qua, móc cần câu qua, móc cần câu lại, móc cần câu qua, móc cần câu lại nè, giật lại nè, ở đây nè, ở đây, ai giật lại được nè, đó chưa? Nè, giật xong mày lại được, giật lại, giật lại, giật lại, nè nè, mèo bảo vệ tôi mì ha. Rồi rồi, được lắm, được lắm. Ở tôi nè, mèo nghĩ mình mèo vui vậy. Tại mèo nghĩ trong cuộc sống này mà không có mèo là tôi thiệt, tôi vui mừng tôi nhảy luôn mèo đó nè. Tôi vẫn là con người vui vẻ lắm nè. Đó đó, mà giờ nãy giờ ông khoe ông nhảy được cái gì là đây cho mày. Thơ mì của tôi cũng có thể nhảy được vậy. Đâu nhảy coi, thằng này nhảy lại tôi không? Thơ mì nhảy đi cho mày, nhảy cho ông coi. Thơ mì nhảy. Nhảy đi, nhảy đi, đừng có ngại, nhảy đi. Đúng rồi đó. Ôi chào cái mày nhảy nè. Mày vô con. Rồi rồi. Để thuốc chạy tới bến với mày luôn. Nè mày biết nhảy không? Rồi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Vô, mày đúng không? Tới lượt tao nè. Trời ơi, ông biết nhảy gì hết. Để tôi nhảy ra, mày nhảy cái. Đó, đó, tôi nhảy nè, trời ơi, tưởng tôi mới nhảy à. Tôi mày nhảy gì nhảy cơ mày. Đó. Nhảy. Nhảy như trước. Nè, lấy thuốc nhảy đẹp hơn nè, lấy thuốc biết điệu này nè, mấy bạn nào biết điệu này không? Đó, lấy thuốc biết điệu này nè. Đó, lấy thuốc biết điệu này nè. Cái gì vậy? Cái thuốc nhảy thua rồi, tự té chết rồi lên luôn. Mèo, cái mèo được lắm, tôi giận mèo luôn, tôi chơi với mèo luôn. Mày dám là mèo chơi với tôm mì ha. Ta nhảy té rồi chết, chứ kỳ cục vậy hết. Kỳ vậy hết, kỳ vậy. Đáng đời chưa? Dạ Thơ Mì ơi, tối nay Thơ Mì qua đây mình đi chơi nữa nghe. Giờ mà rồi mình đi ngủ hả Thơ Mì? Rồi bye bye Thơ Mì, bye bye. Vô nhà thôi. Ủa, Hút đang đứng ngay cửa sổ làm gì hoài ta? Hello Hút. Thơ Mì của tôi đi về rồi. Chị chơi với mèo rồi, mày đừng có chơi với tôi nữa. Thôi chơi với mèo đâu. Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Chơi với mèo nữa, tôi nghỉ chơi với mèo luôn. Hút nghe nè. Giận mèo rồi. Ồ giận ơi, thèm đó. Tôi có Thơ Mì rồi. Tối nay tôi hẹn với đi chơi. À tôi cần tôi chạy qua nhà Thơ Mì, qua nhà nó đâu. Rồi chết thấy bà đó. Thôi giờ tôi qua nhà chị Banh Đa chơi. Chị Banh Đa ơi, chị Banh Đa hiện hình, chị Banh Đa hiện hình đây. Chị Banh Đa. Ôi chị Banh Đa kìa. Trời ơi, chị Banh Đa. Chị Mèo. Thằng này làm nào? Ủa chị Banh Đa hả? Thì chị Banh Đa với ai? Du Duyên. Cái gì vậy? Chị Banh Đa. Chị Banh Đa. Banh Đa đúng không? Banh Đa đang đẹp cho Mèo. Chị Banh Đa thấy thằng nào đi qua đây em chị Banh Đa. Em mới quen được một bạn rất là dễ thương tên là Thơ Mì. Tối nay chị Banh Đa muốn đi chơi. Đúng rồi, đừng có chơi với mèo nữa chị Banh Đa. Em đuổi mèo ra khỏi tim luôn. Người kỳ cục quá, đánh hoài luôn á. Chị Banh Đa, mèo là người phản bội chúng ta chị Banh Đa, đừng chơi với mèo nữa chị Banh Đa. Mèo phản bội em nay, mèo có bạn trai mới á mọi người. Người dislike mèo luôn. Không có chơi hồi nữa tôi qua tôi quỷ đăng ký mèo dislike. Đó đó đó. Ông vô duyên sao không được quyền kiếm bạn gái khác, tôi được quyền. Tôi có bạn gái khác chưa? Mèo coi. Ai không biết. Ở trong cái khu vùng ba bang này có con nhỏ nào đâu.
Phát tay. Chứ không có được quen. Ồ quên không. À tôi không có nói, tôi không biết gì hết. Mèo là mèo, tối nay mèo vác cái giường ra. Mèo vác cái giường ra ngoài sân. Ai đâu? Vô gì? Nhà của tôi, cái chỗ này chỗ của tôi. Nhà này nhà của tôi rồi. Đi ra, đi. Đây mèo đánh tôi nữa, mèo gan này. Đi ra đi, chỗ ta còn. Tôi để cái giường xuống sân nhà. Xách cái giường đi đi. Để cái giường vô trước cửa nhà nè. Nào đi đây, tôi bước qua sát tôi. Nè, nào bước ngon bước vô đây. Nào ngon bước vô đây, tôi ngồi đây nè. Đó, ngon ngon bước vô đây. Ốc có tô mì nè, bữa nay nữa nha. Thôi ngủ thôi, tối nào chơi. Cung cu, cung cu. Tommy, Tommy kêu, Tommy. Tommy tới rồi, trời ơi, chạy xuống chơi Tommy nè. Tommy ơi, tới nè. Ui, đó. Tôi thức nguyên đêm nè. Ủa sao chưa ngủ hả? Tôi tính đi toilet. Tôi tính đi toilet vậy thôi, không thèm. Ui, Tommy đâu rồi, chụp kia. Tommy tới rồi, để tôi, để tôi. À, lấy cái này nhảy xuống được. Hay. Ê, cô đi nhảy, cô đi nhảy. Mèo đi chơi với Tommy đúng không? Đi chơi, mèo đứng lại. Đứng lại, mèo không cho mèo đi chơi rồi mà. Đi chơi. Trời ơi, tức quá đi mà, tức quá đi. Đi về đi. Đi thôi cho mày, mình đi chơi thôi. Đà 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 là tối rồi, mình cùng nhau đi bay. Chị Panda, chị Panda. Ông Phốt, ông chết rồi, giờ cho ông ra hội sinh ở nhà vợ. Dạ vợ, em với chị đi chơi với nhà tới sáng luôn. Dầm, đi qua nhà chị Panda mình ngủ đi, chị Panda đi đi đi. Đúng rồi, trời ơi, chứ nữa đi, giờ đi đâu, giờ chạy nhanh về. Ừ, chạy lẹ đi, để thôi, không hồi sinh về kịp đó. Một hồi đó, hồi sinh xong sẽ chạy về phía rừng để ông kiếm mình nè. Ui trời ơi, ông đứng ngay trên nóc nhà, ông đứng trên nóc kìa. Ui, chạy đây, chạy đây. Sao mèo bỏ tôi vậy mèo ơi, tôi đâu có làm gì đâu. Ôi đi đi đi, chúng ta đi, chúng ta đi, mình đi xuống đây, đi qua đây, đi qua đây. Về thôi, con mèo tới già luôn. Về nhà thôi, ngủ thôi. Để con muốn không biết, ông có đi kiếm không ta? Mình đi kiếm mèo mới được. Mèo ơi, mèo ra đâu, mèo về với tôi đi mèo ơi. Ôi đi, ông đừng kiếm mình rồi kìa, chị Panda. Ủa, ông đi kìa, ghê quá. Đáng sợ chưa? Mèo ơi, mèo ơi. Thôi đi về ngủ đi, chị Panda mình về ngủ đi. Lần này con có lần sau. Lần sau có thể không bao giờ mà dám chắc với con được đi kiếm người khác nữa, cho có đáng đời. Ôi, ngủ trên lầu phải không? Đi lên lầu ngủ thôi. Ôi, sáng rồi. Trời ơi, ngủ cố chị Panda ơi. Ôi, chị Panda ngủ đó hả? Ờ chị Panda không lột đồ luôn hả? Chị để nguyên bộ đồ luôn hả? Ai quên. Ôi chị Panda, chị Panda. Thôi chị về người bình thường đi, về người bình thường đi. Giờ mấy thằng mày đi rồi. Chứ mình để mà coi ổng nhiều quá, tôi cũng tư nghiệp lắm. Hồi tối ổng không biết ổng có về nhà ổng ngủ không ta, hay là ổng đi nguyên đêm rồi cũng biết nữa. Úi trời, ổng ở nhà. Út bên kia kìa, chị Panda bên kia kìa. Vậy là mình mất mèo rồi. Kìa, út bên kia cậu kìa. Trời ơi, biết đâu bên đây đó vậy. Mất mèo rồi. Hỡi mấy con mực ở dưới cái lồng sau kia. Ông đang đứng xuống cửa mặt hay gì á? Ta nguyện gieo mình xuống với mấy người luôn. Ôi làm hết hết. Thôi, nó nhảy xuống hết rồi. Để nó nhảy xuống. Trời ơi, chị Panda chị nhảy không? Chị vậy? Ủa sao rồi? Nè. Ủa ông nè. Ê Huynh, lên đây nó nghe nè. Ê, nó chết luôn. Ông nhảy xuống tự tử luôn rồi. Ôi, Hút chạy xuống dưới đó tự tử luôn rồi mọi người ơi. Thôi được rồi. Ừ, thấy Hút cũng đáng thương ha, coi như là mình bỏ qua trong Hút lần này đi chị Panda ha. Chị Panda thấy sao hả? Trời ơi, lần sau Hút sẽ không bao giờ mà dám mở miệng ra nói hả? Mèo thấy ghét đi kiếm người khác, hoặc là mèo xấu xí mà đi kiếm người khác đẹp hơn nữa. Thôi như vậy đi. Nếu như mà clip này được 100.000 like thì mèo sẽ dẫn chị Panda ra và xin lỗi Dead Hút, cho Dead Hút biết sự thật nha. Nếu như mọi người đồng ý thì mọi người hãy nhấn like cho mèo nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye bye.